Vậy là chúng ta đã bước đến gần như là giữa tháng 10 rồi. Giữa tháng 10 thì chương trình khuyến mãi dành cho các mẫu xe của nhà Toyota nó sẽ như thế nào? Và Toyota Tân Tạo thì hiện tại trên kho xe đang có những mẫu xe gì? Chương trình khuyến mãi thì vào ngày 12 của tháng 10 này, chúng ta sẽ có một mẫu xe hoàn toàn mới, đó chính là chiếc xe Innova Cross của năm 2023. Về mức giá thì em Vinh sẽ cập nhật cụ thể vào ngày đó nha quý anh chị nha. Và chương trình khuyến mãi dành cho những mẫu xe mới của nhà Toyota cũng đang rất là tốt, nên những khách hàng nào mà đang quan tâm đến mẫu xe của nhà Toyota, muốn biết trực tiếp về những mức giá và chương trình khuyến mãi dành cho tháng 10 này thì đừng quên nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh, nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những cái chương trình khuyến mãi và cùng với đó là chương trình trả góp của mẫu xe, những mẫu xe của nhà Toyota nha. Và ngay bây giờ thì không để chúng ta phải đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng em Vinh điểm đến những mẫu xe đang có tại kho của đại lý Toyota Tân Tạo nha. Thì đầu tiên cái bên em Vinh đây là mẫu xe Cross. Cross thì hiện tại bây giờ chúng ta đang có phiên bản 1.8G, đó, phiên bản 1.8V và phiên bản Hybrid. Thì chương trình khuyến mãi cụ thể lần lượt dành cho từng phiên bản nó đang dao động từ 40 đến 50 triệu đồng tùy từng phiên bản, giảm giá trực tiếp và giá xe nha quý anh chị nha. Về mức giá niêm yết dành cho từng phiên bản thì đối với phiên bản 1.8G chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 760 triệu đồng. Phiên bản 1.8V thì chúng ta sẽ có mức giá là 860 triệu đồng. Còn đối với phiên bản 1.8 Hybrid chúng ta sẽ có mức giá là 955 triệu đồng. Và tùy từng phiên bản chúng ta sẽ có mức giảm giá từ 40 đến 50 triệu. Đó là mẫu xe Cross nha quý chị nha. Và bên đây thì đại lý bên em đang có rất là nhiều mẫu xe Cross đang có tại đại lý để chúng ta có thể tham khảo về màu xe và mẫu xe. Những khách hàng nào mà đang quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp vào hotline được tư vấn chi tiết hơn nha. Và chúng ta sẽ cùng di chuyển qua phía bên đây để chúng ta có thể quan sát thêm về những mẫu xe khác của nhà Toyota. Thì đây là một chiếc xe, đó chính là mẫu xe Toyota Vios. Và chiếc Vios này của chúng ta thì đang có một cái chương trình khuyến mãi rất là sâu dành cho tháng 10 này, đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khi mua xe. Và ngoài ra chúng ta còn được tặng thêm những phần quà rất là đặc biệt nữa. Và Vios thì chúng ta sẽ có bao gồm 3 phiên bản. Phiên bản số sàn chúng ta sẽ có mức giá là 479 triệu đồng. Phiên bản ECVT chúng ta sẽ có mức giá là 528 triệu đồng. Và đối với phiên bản mà cao cấp nhất là phiên bản G có gói an toàn Toyota Citizen luôn, sẽ có mức giá là 592 triệu đồng và đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ nha quý vị nha. Nên những khách hàng nào quan tâm đến Vios thì nhớ liên hệ vào phần hotline để được em Vinh chi tính chi tiết hơn về mức giá lăn bánh nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng di chuyển qua phía bên đây để trải nghiệm thêm về những cái mẫu xe đang có tại đại lý Toyota Tân Tạo nha. Đó, qua đến bên đây thì chúng ta thể thấy được đây là mẫu xe Antique này, đây là mẫu Antique. Đó, qua phía bên đây thì chúng ta sẽ có được mẫu xe mới nhất này, mẫu xe mới nhất của nhà Toyota, đó chính là chiếc Yaris Cross. Chiếc này thì vừa mới ra mắt, chúng ta đã được một cái chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn là chúng ta được giảm 50% lệ phí trước bạ. Thì đối với phiên bản máy xăng chúng ta sẽ có mức giá là 738 triệu đồng, còn đối với phiên bản Hybrid thì chúng ta sẽ có mức giá là 838 triệu. Và mức giá thì đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe và vay với lãi suất 0% dành cho chiếc xe Toyota Yaris Cross hoàn toàn mới này. Mức giá rất là tốt nha quý chị nha. Thực ra giá nó không có cao, đó, chúng ta cũng được giảm giá, cũng được tặng quà, nó không cao nha quý chị nha. Phía bên đây, và phía bên đây thì chúng ta sẽ có những mẫu xe như là mẫu xe Rai này. Rai thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và chiếc xe này của chúng ta thì hiện tại chương trình giảm giá cũng đang rất là tốt, dao động từ 20 đến 25 triệu tùy từng thời điểm nha quý chị nha. Và mức giá niêm yết của Rai thì nó sẽ có tùy từng màu. Tiếp theo thì sẽ là Avanza. Avanza với này Veloz thì chúng ta sẽ có, đối với mẫu Avanza này này thì được giảm giá từ 20 đến 25 triệu đồng tùy từng phiên bản, là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động nha quý chị nha. Mẫu Avanza. Avanza thì mức giá niêm yết cho phiên bản số sàn nó sẽ là 558 triệu, phiên bản số tự động thì sẽ là 598 triệu nha. Kế bên là Veloz này. Veloz thì cũng sẽ có hai phiên bản nhưng đều là số tự động hết. Chiếc xe này thì chúng ta sẽ có mức giảm giá từ 25 đến 30 triệu trong tháng này và rất là nhiều những phần quà khác. Đó, và chiếc xe này thì mức giá niêm yết dành cho phiên bản E thì nó là 658 triệu, phiên bản cao cấp á, phiên bản top á thì nó sẽ là 698 triệu. Thì nó cũng tùy từng thời điểm để chúng ta có được cái mức giá lăn bánh. Nên quý chị nào mà đang quan tâm đến mức giá lăn bánh thì nhớ liên hệ vào phần hotline của mình Vinh nha. Và bên đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái mẫu xe như là Antique này. Đó, bên đây thì chúng ta sẽ có Antique. Đó, Antique phiên bản Hybrid này. Rồi là Camry phiên bản Hybrid. Về Camry thì hiện tại bây giờ chương trình khuyến mãi cũng đang rất là tốt nha quý chị nha. Đối với Camry thì hiện tại bây giờ đang được giảm giá từ 50 cho đến 60 triệu đồng tùy từng phiên bản. Đó, nên những khách hàng nào mà đang quan tâm đến mẫu xe Camry này thì hiện tại đang có sẵn giao liền rất là nhiều. Đó, Camry thì nó sẽ có bao gồm phiên bản 2.0Q và 2.5Q và phiên bản Hybrid. Hybrid là phiên bản kế bên em Vinh này. Nó sẽ có cái viền xanh ở đây. Đó là phiên bản Hybrid. Thì mức giá lần lượt dành cho các phiên bản thì em Vinh có niêm yết ở trên đây này.
Đó, và chương trình khuyến mãi thì đang được giảm giá từ 50 đến 60 triệu đồng tùy từng phiên bản nha. Và phía trong đây thì chúng ta còn có Cross nữa này, phiên bản G. Đó, và rất là nhiều những mẫu xe khác đang có mặt tại đại lý Toyota của chúng ta. Và riêng đối với mẫu xe là Fortuner, Fortuner thì hiện tại bây giờ chúng ta vẫn còn xe nha quý chị nha. Chúng ta cùng tiến qua phía bên đây. Phía đây thì chúng ta vẫn sẽ có Fortuner. Fortuner thì nó sẽ có phiên bản như là phiên bản 2.4 số sàn, phiên bản 2.4 số tự động, phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu. Rất là nhiều phiên bản về Fortuner. Về đây là mẫu Fortuner. Fortuner này là phiên bản máy xăng nha, nhập khẩu từ Indonesia. Và chiếc xe này đã được khách hàng đặt hàng rồi, nên biển số xe thì mình sẽ che lại nha. Khách hàng thì đã đặt chiếc xe này rồi. Đó, và Fortuner thì chương trình khuyến mãi hiện tại đang rất là tốt, nó dao động từ 30 đến 40 triệu giảm giá dành cho khách hàng tùy từng phiên bản. Đó, nếu như khách hàng nào quan tâm đến Fortuner thì Fortuner có đến 7 phiên bản lận. Em Vinh sẽ limit giá, limit ở đây nha. Thì chúng ta sẽ trừ đi mức giá giảm. Còn muốn biết mức giá lăn bánh thì đừng quên liên hệ vào hotline cho em Vinh nha. Và đó là về tổng quan về kho xe của Toyota Tân Tạo với rất nhiều những mẫu xe đang có tại đây. Và chương trình khuyến mãi dành cho tháng 10 này thì đang rất là tốt. Những khách hàng nào mà đang quan tâm đến mẫu xe của nhà Toyota, đặc biệt là những mẫu xe mà em Vinh đang quay trong video, thì quý anh chị đừng ngần ngại nhấc ngay điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái báo giá và cái khuyến mãi hấp dẫn nhất dành cho tháng 10 này. Và những khách hàng nào muốn đến showroom thì đại lý của em đang nằm tại số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Toyota Tân Tạo như quý chị nha. Khi lên nhớ gọi hotline được gặp trực tiếp Vinh, được tư vấn báo giá chi tiết về mẫu xe và dòng xe của nhà Toyota nha. Hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo. Đừng quên tặng cho em Vinh một nút like và một nút đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh Xe Về Tấn nha.